Thưa quý vị, tối qua 30 tháng 6, tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, 30 năm ngày truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đàm. Cùng dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số bộ ban ngành Trung ương, tỉnh Bến Tre và một số địa phương, đại diện UNESCO, đại diện cơ quan ngoại giao, các vị khách quốc tế, các vị lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các nhà khoa học quốc tế và trong nước, các văn nghệ sĩ, đại diện các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành Trung ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ hơn tầm cao tư tưởng, giá trị nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiểu, tiếp tục giới thiệu quảng bá các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu đến rộng rãi công chúng trong và ngoài nước, phát huy giá trị văn hóa Nguyễn Đình Chiểu trong giai đoạn mới, chú trọng ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin vào nghiên cứu, giảng dạy, quảng bá tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu, nghiên cứu sáng tác văn hóa nghệ thuật về Nguyễn Đình Chiểu, thực hiện số hóa di sản liên quan đến con người và sự nghiệp Nguyễn Đình Chiểu. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận và cảm ơn UNESCO đã thông qua nghị quyết và cùng tổ chức tôn vinh danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu. Đây là niềm vinh dự, tự hào của cả dân tộc Việt Nam. Việc UNESCO tôn vinh những giá trị và ý nghĩa nhân văn cao đẹp, trường tồn trong văn thơ Nguyễn Đình Chiểu cũng chính là tôn vinh nét đẹp trong tâm hồn, trí tuệ, nhân văn, bác ái của con người Việt Nam. Điều này thêm lần nữa khẳng định những giá trị tốt đẹp trong cốt cách con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam đã và đang hòa chung dòng chảy văn hóa nhân loại. Thưa quý vị, sáng nay mùng 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre phối hợp công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre tổ chức khánh thành nhà máy điện gió số 5 Thạnh Hải giai đoạn 1 công suất 30 MW tại ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành nhà máy điện gió số 5 Thạnh Hải giai đoạn 1 công suất 30 MW. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và tỉnh Bến Tre. Dự án nhà máy điện gió số 5 Thạnh Hải do công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre làm chủ đầu tư. Công ty được thành lập vào năm 2018 để đầu tư và xây dựng các nhà máy điện gió và dự án khác tại Bến Tre. Dự án được quy hoạch thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có công suất 30 MW, giai đoạn 2 có công suất 90 MW. Nhà máy điện gió số 5 bao gồm 4 nhà máy với tổng số 28 tuabin, mỗi nhà máy 7 tuabin với công suất mỗi tuabin đạt từ 4,2 đến 4,5 MW. Các vị trí tuabin gió, trụ đường dây 22 kV đều được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre ra quyết định chuyển sang đất năng lượng để công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre thuê đất thực hiện xây dựng dự án từ năm 2019. Trong số đó, nhà máy Thạnh Hải 1 và một phần của Thạnh Hải 2 đang được đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, Tân Hoàn Cầu Bến Tre còn đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhà máy Thạnh Hải 2 và trong quý 3, quý 4 sẽ hoàn thành nhà máy Thạnh Hải 3 và Thạnh Hải 4. Tổng công suất của nhà máy đạt 120 MW, cốt 35 MW trên 120 MW, sản lượng điện năng 425 kWh một năm. Với sự kiện nhà máy điện gió số 5 Thạnh Hải giai đoạn 1 hoàn thành đi vào hoạt động, các giai đoạn 2, 3, 4 cũng đã cơ bản hoàn thành dự án đến 90%. Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre đang đẩy mạnh quyết tâm sẽ hoàn thành việc lắp đặt toàn bộ tuabin gió trong tháng 7 năm 2022. Thưa quý vị, nếu như trước đây chúng ta xác định Tây Nguyên cần ổn định để phát triển, thì nay cần ưu tiên cho phát triển để góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đó là một trong những gợi mở của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 18 tháng 1 năm 2002 và Kết luận số 12 ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên vừa được tổ chức vào sáng nay tại tỉnh Đắk Lắk. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng các bộ ngành liên quan, thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Tổ biên tập, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo một số ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo 5 địa phương vùng Tây Nguyên, các chuyên gia, nhà khoa học, các viện nghiên cứu, các trường đại học.
các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng việc tổ chức triển khai và kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau 20 năm thực hiện nghị quyết số 10 và kết luận số 12, dự báo tình hình quốc tế trong nước thời gian tới tác động đến phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của vùng Tây Nguyên, xác định vị trí, vai trò, cơ hội, tầm quan trọng và ảnh hưởng của vùng Tây Nguyên đối với phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng với vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, tam giác phát triển Việt Nam Lào, Campuchia và cả nước, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế xã hội của vùng Tây Nguyên. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên thời gian qua đạt kết quả khá toàn diện, quy mô kinh tế được mở rộng, năm 2020 đạt khoảng 287.000 tỷ đồng, gấp khoảng 14 lần năm 2002. GDP bình quân giai đoạn 2002-2020 là 7,98%, cao nhất trong các vùng. GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 48,08 triệu đồng một người một năm, gấp 10,6 lần năm 2002. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ. Tuy nhiên, thời gian qua, phát triển kinh tế của vùng chưa bền vững, tăng trưởng kinh tế chậm lại trong giai đoạn 2011-2020 so với cả giai đoạn 2002-2020. Quy mô GDP của vùng thấp nhất trong các vùng kinh tế xã hội. Các tỉnh Tây Nguyên chưa tự cân đối được ngân sách địa phương. GDP bình quân đầu người thấp nhất trong các vùng. Khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân tộc có xu hướng gia tăng. Giảm nghèo chưa bền vững, số hộ nghèo, cận nghèo lớn, nguy cơ tái nghèo cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các bộ ngành địa phương đã có các tham luận sâu sắc, thẳng thắn, khách quan, tâm huyết, trách nhiệm, có tính xây dựng, khoa học và giàu tính thực tiễn. Thủ tướng nhấn mạnh, quan điểm phát triển xác định Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị. Trong đó phải chú trọng phát huy tinh thần tự lực, tự cường và đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Nếu như trước đây chúng ta ưu tiên cho ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh để phát triển, thì bây giờ chúng ta lại ưu tiên cho phát triển để góp phần quan trọng vào cái ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh và đẩy mạnh cái công tác đối ngoại. Mục tiêu phát triển Tây Nguyên cần thống nhất đặt trong tổng thể các mục tiêu chung của cả nước. Nó phải gắn chặt với nhau chỗ này. Xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên kết hợp hài hòa hợp lý giữa các cái trụ cột kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Để xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên nhanh, bền vững và hài hòa, thời gian tới Thủ tướng gợi mở 6 nội dung. Theo đó, thứ nhất là phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng, nghiên cứu các cơ chế chính sách đặc thù để Tây Nguyên khai thác hết tiềm năng, hóa giải các thách thức, có giải pháp phù hợp và tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng, chú trọng xây dựng quy hoạch phát triển vùng, phát triển đô thị và bố trí dân cư phù hợp với các điều kiện đặc trưng của vùng về sinh thái, bản sắc văn hóa. Kết nối cứng về giao thông là rất là quan trọng. Thì chúng ta tiếp tục thực hiện các cái dự án. Ngoài cái dự án đầu tư công ra, chúng ta đã vừa được thông qua, Chính phủ trình và Quốc hội đã đồng tình cao, là cái dự án về cái đường nối Khánh Hòa và Đắk Lắk chúng ta đây, khoảng trên 80 km, chúng ta đã phải thực hiện thật nhanh. Thì cái này liên quan đến hai tỉnh, đặc biệt là Đắk Lắk. Chúng ta phải kết nối Lâm Đồng với Đồng Nai. Cái này một số vướng mắc của các ông chí chúng tôi sẽ giải quyết trong cái tuần tới này. Cái kết nối giữa Đắk Nông với Bình Phước và Bình Dương, cái này thì cũng đã đang bàn bằng cái hợp tác công tư. Các ông chí phải chủ động cái chỗ này, còn định hướng thì rất rõ rồi. Vướng mắc đến đâu thì ta tháo gỡ đến đó, và phải tháo gỡ nhanh, tháo gỡ kịp thời, tháo gỡ có hiệu quả. Gia Lai với Bình Định, cái này cũng đã gợi ý thảo luận rồi. Kon Tum với Quảng Nam, Quảng Ngãi, cách tính thế nào, hướng tuyến thế nào cho nó nhanh. Cái trục cao tốc phía Tây nối 5 cái tỉnh thành này lại với nhau, nâng cấp các cái sân bay để kết nối với đường bộ với Lào, Campuchia, rồi các nước ASEAN. Cùng với đó là phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường. Thứ tư, phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, quan tâm vấn đề dân tộc, tôn giáo, làm sâu sắc hơn các quan hệ hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng, khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia. Thứ năm, tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của các cấp chính quyền, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển,
Thứ sáu, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bằng các biện pháp khác nhau, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nguồn lực nhà nước và tư nhân, nguồn lực trong nước và ngoài nước, trên cơ sở trọng tâm, trọng điểm. Chiều nay cũng trong chương trình công tác tại Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc, động viên cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk. Cùng đi có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các ban bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Phát biểu với cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cần quán triệt thực hiện nghiêm nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt với quân đội nhân dân, tuân thủ sự quản lý của nhà nước, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Cùng với đó phải nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, không để bị động bất ngờ với các tình huống có thể xảy ra, luôn sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, sẵn sàng đi bất cứ đâu, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà đảng và nhà nước giao phó. Người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng, tiếp tục phối hợp hiệu quả, chặt chẽ với các lực lượng khác, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và các phong trào thi đua. Thăm và làm việc với Công an Đắk Lắk, Thủ tướng yêu cầu đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt với lực lượng công an nhân dân, tuân thủ sự quản lý của nhà nước và các cấp chính quyền, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tuyệt đối trung thành với đảng, với nhân dân, với lợi ích quốc gia, dân tộc, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh. Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an Đắk Lắk phải nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo công tác công an và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, làm tốt công tác xây dựng lực lượng, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân. Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sáng 30 tháng 6 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh tại trụ sở Bộ Tư pháp Anh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Anh Dominic Raab. Nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm trụ sở Bộ Tư pháp Anh. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Tư pháp Dominic Raab đánh giá cao vai trò vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh sứ mệnh của hợp tác pháp luật và tư pháp đóng vai trò tạo cơ sở pháp lý, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt-Anh trên tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội. Đánh giá cao vai trò của Anh trong việc tổ chức thành công hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị để thực hiện cam kết COP26, các nước phát triển và các tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam về tài chính xanh, công nghệ, phát triển năng lượng tái tạo và đào tạo nhân lực, thúc đẩy các doanh nghiệp Anh đầu tư gắn với ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ chính phủ tăng cường vai trò lập pháp, giám sát, phân bổ ngân sách và nội luật hóa các cam kết để sớm đạt mục tiêu đề ra. Nhân dịp này, qua Phó Thủ tướng Bộ trưởng Tư pháp Anh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Thủ tướng Anh Boris Johnson. Tiếp đó, tại trụ sở Bộ Tư pháp Anh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Tư pháp Anh Dominic Raab ký ý định thư về ký mới biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Việc ký ý định thư lần này thể hiện quyết tâm của hai bộ tư pháp trong việc làm mới biên bản ghi nhớ MOU 2008, hướng đến các lĩnh vực hợp tác mang tính ưu tiên trọng tâm hơn, bám sát với nhu cầu của cả hai bên, cũng như phù hợp với bối cảnh tình hình mới. Cũng trong chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, trưa 30 tháng 6 theo giờ địa phương tại trụ sở Bộ Nội vụ Anh, thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hoan nghênh và đánh giá cao các cơ quan liên quan của Việt Nam và Anh đã tích cực và trách nhiệm cao trong đàm phán, ra soát nhiều nội dung quan trọng để hai bên có thể thống nhất biên bản ghi nhớ về phòng chống rửa tiền, tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác hai bên trong lĩnh vực quan trọng này.
Chủ tịch Quốc hội cảm ơn các cơ quan chức năng của Anh, trong đó có Bộ Nội vụ, đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của đoàn thành công, đánh giá cao hợp tác của Bộ Nội vụ Anh với Bộ Công an Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia của Vương quốc Anh được trao nhân dịp này sẽ bổ sung cho kênh trao đổi rất cần thiết trong công tác phòng chống tội phạm giữa hai quốc gia, nhất là đối với phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và phòng chống tội phạm có liên quan. Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh cần được tiếp tục thúc đẩy và tăng cường theo hướng hiệu quả, thực chất với những kết quả cụ thể. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng hợp tác cùng nhau trong giải quyết các thách thức chung như an ninh truyền thống, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật và đào tạo kỹ năng liên quan. Tại trụ sở Bộ Nội vụ Anh, với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh đã trao biên bản ghi nhớ về phòng chống rửa tiền. Trong chiều ngày 30 tháng 6 theo giờ địa phương tại thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Alok Sharma, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26. Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch COP26 Alok Sharma cho rằng vấn đề khí hậu là vấn đề then chốt và rất ấn tượng với quyết tâm của Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời. Bày tỏ mong muốn Việt Nam có cam kết chính trị trước thềm diễn ra COP27 và cần có cam kết của chính phủ ở mức cao nhất trong lĩnh vực này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam là nước thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ sớm nhất. Ngay khi có các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã nội luật hóa để thực hiện mục tiêu này. Chủ tịch Quốc hội khẳng định các cam kết vừa qua của Việt Nam tại COP26 là cam kết chính trị hết sức mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tuần hoàn. Các cam kết này cũng là đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với nỗ lực chung để giữ gìn, bảo vệ khí hậu trái đất. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh G7 lựa chọn Việt Nam là một trong ba nước ưu tiên hỗ trợ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng nhằm triển khai các cam kết vừa qua tại COP26. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường vai trò lập pháp, giám sát, phân bổ ngân sách để đảm bảo việc thực hiện các cam kết khí hậu của Việt Nam tại COP26. Quốc hội tiến hành giám sát chính phủ, triển khai các quy hoạch quốc gia, thực hiện sửa đổi, bổ sung một loạt các quy hoạch liên quan, hướng đến tăng trưởng xanh. Quốc hội cũng phân bổ ngân sách để triển khai các mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh, thực hiện các cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cũng giống như các nước đang phát triển khác, Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện cam kết. Do đó, bên cạnh nguồn lực trong nước, sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, trong đó có Anh, có ý nghĩa rất quan trọng. Thưa quý vị, hoạt động tiếp Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch COP26 cũng là hoạt động cuối cùng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Chiều nay 1 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Với gần 50 hoạt động trên tất cả các cấp độ, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đã khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy và tạo động lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam với hai nước trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao, kinh tế thương mại, an ninh, quốc phòng, giáo dục đào tạo và ứng phó biến đổi khí hậu và các lĩnh vực tiềm năng khác, đồng thời góp phần thu hút nguồn lực phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội hậu COVID-19. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị khóa 9 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2010 và kết luận số 25 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 39 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 39 chủ trì và phát biểu tại hội nghị. Đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Nam trong 18 năm qua, đồng thời đề nghị Quảng Nam tiếp tục phát triển bền vững các tiểu vùng, đẩy mạnh phát triển đô thị, hình thành một mạng lưới đô thị có tầng bậc, liên kết, hỗ trợ phát triển lẫn nhau, khắc phục các hạn chế, yếu kém và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, coi đây như những dư địa cần được khai thác để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sớm hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quảng Nam cần phối hợp hoàn thiện thể chế và cơ chế để tăng cường liên kết vùng, nhất là với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
chủ động hội nhập, mở rộng giao lưu kinh tế, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo các cấp ủy và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường thực hiện nhiệm vụ kết hợp quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội, bám sát kế hoạch đề cương của Ban chỉ đạo và ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo tổng kết nghị quyết 39 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 6 triển khai nhiệm vụ tháng 7 năm 2022. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong tháng 6, toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, biên giới, nội địa, kịp thời tham mưu và xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, chủ động điều động lực lượng, trang bị, phương tiện, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Công tác huấn luyện, đào tạo được lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị tuyển sinh quân sự năm 2022. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả, thành tích mà toàn quân đã đạt được trên các mặt công tác trong 6 tháng vừa qua. Phương hướng nhiệm vụ tháng 7, toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo huấn luyện, đào tạo, bảo đảm nội dung chương trình theo kế hoạch, tổ chức thực hiện chặt chẽ chất lượng tuyển sinh quân sự năm 2022, tổ chức thi chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố năm 2022 và tổ chức tốt hội nghị kỹ thuật giải bắn súng quân dụng lục quân quân đội các nước ASEAN và hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022. Thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tiếp theo chương trình, chủ động công tác cứu nạn cứu hộ trong thảm họa thiên tai. Ngành nông nghiệp nắm bắt cơ hội chuyển đổi số. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí vì có những sai phạm liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Viết Tiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, và ông Lê Đức Điệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện, khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, trưởng khoa hóa sinh. Cách chức chi ủy viên đối với bà Nguyễn Thị Lan, chi ủy viên chi bộ kế hoạch điều dưỡng quản lý chất lượng, phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp. Khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, đảng ủy viên, phó giám đốc bệnh viện vì những vi phạm trong việc xây dựng dự toán, giá kế hoạch mua sắm, giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, trong đó có việc đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 2 năm 2022. Một trong những vấn đề được nhiều cơ quan báo chí quan tâm là việc mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm về quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng tại nhiều dự án dọc tuyến đường Lê Văn Lương. Nhiều cơ quan báo chí đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng như Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội làm rõ việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, phá vỡ quy hoạch, hậu quả, nguyên nhân của việc này, cũng như tới nay sẽ xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân gây ra sai phạm này như thế nào. Trả lời câu hỏi của phóng viên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Phạm Quốc Tuyến cho biết, qua các thời kỳ từ năm 2002 đến nay, trục đường Lê Văn Lương luôn được xác định là xây dựng trục cao tầng. Để triển khai chỉnh trang các tuyến phố chào mừng đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long và để phù hợp với định hướng mới sau khi hợp nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã báo cáo và được Bộ Xây dựng thống nhất điều chỉnh chiều cao theo hướng nâng thêm chiều cao tầng các công trình tại đây. Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nêu rõ, theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, có khoảng 15 dự án điều chỉnh nhiều lần. Đối chiếu với quy định luật xây dựng, luật quy hoạch đô thị, Thanh tra Bộ Xây dựng xác định các lần điều chỉnh là chưa chính xác. Hiện Sở Quy hoạch Kiến trúc và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đang nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thanh tra của Bộ Xây dựng đối với các nội dung kết luận còn chưa thống nhất. Sở Quy hoạch Kiến trúc và các cơ quan liên quan sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và có kiến nghị gửi Thanh tra Bộ Xây dựng trong thời hạn 60 ngày theo đúng quy định. Tới đây, thành phố Hà Nội sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân cơ quan để xảy ra vi phạm.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an, Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy đã tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề Công tác cứu nạn cứu hộ trong thảm họa, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các đại biểu tham gia hội thảo Công tác cứu nạn cứu hộ trong thảm họa thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu đã trình bày nhiều báo cáo khoa học nổi bật, từ đó cung cấp cho lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói riêng những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác cứu nạn cứu hộ trong thảm họa thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đánh giá cao những ý kiến phát biểu và chất lượng khoa học của các báo cáo tham luận, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu công an các đơn vị cần nâng cao năng lực ứng phó thảm họa thiên tai của lực lượng công an nhân dân, bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp và tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu, tham gia các mặt công tác phòng chống thảm họa thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hôm nay, Tổng cục Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống thiên tai cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều thuộc 21 tỉnh, thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt trên cả nước. Từ đầu năm đến nay, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan tại nhiều vùng miền trên cả nước. Theo dự báo, những tháng cuối năm có khả năng sẽ xảy ra những cơn bão mạnh, những trận lũ lớn. Để bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều trong thời gian này, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã tổ chức tập huấn, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm cho lực lượng chuyên trách tại các tỉnh, thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt, kiện toàn lực lượng, tuần tra canh gác, phát hiện và xử lý sự cố, rà soát, xác định trọng điểm đê sung yếu, quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống thiên tai và đê điều. Thưa quý vị, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ ngập úng và ảnh hưởng đến an toàn của các công trình thủy lợi, nhất là các công trình sung yếu đang thi công và sửa chữa. Để đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, Tổng cục Thủy lợi đề nghị các tỉnh, thành phố, cơ quan quản lý công trình thủy lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, tổ chức khoanh vùng diện tích có nguy cơ ngập lụt và có phương án cụ thể để tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Tổ chức rà soát các công trình thủy lợi trọng điểm, sung yếu, các hồ chứa vừa và nhỏ, các hồ chứa có cửa van điều tiết lũ cần theo dõi chặt chẽ lượng nước đến để có phương án vận hành hồ chứa phù hợp theo quy định. Trên 50% nông dân sẽ được hỗ trợ tiếp cận với công nghệ hệ sinh thái nông nghiệp số. Trên 70% làng nghề truyền thống, 70% doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế hộ được tập huấn thương mại điện tử. Hội Nông dân Việt Nam đặt mục tiêu hỗ trợ 7,5 triệu hộ sản xuất nông nghiệp. Cập nhật thông tin lên sàn thương mại điện tử postmart.vn. Thưa quý vị, trong đại dịch COVID-19 thì ngành nông nghiệp đã thể hiện rõ vai trò bệ đỡ kinh tế và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Trong đó, chuyển đổi số được đánh giá là chìa khóa để ngành tận dụng được những cơ hội mới sau đại dịch. Việc ứng dụng chuyển đổi số vào chuỗi giá trị nông nghiệp đã làm thay đổi nhận thức của người sản xuất, nâng giá trị sản phẩm nông nghiệp, tăng cao thu nhập cho doanh nghiệp, bà con nông dân. Chuyển đổi số sẽ kết nối cung cầu, giảm thiểu khâu trung gian là xu hướng tất yếu, chìa khóa cho phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam. Là tập đoàn sản xuất chế biến xuất khẩu tôm số 1 Việt Nam và chiếm khoảng 4% thị phần tôm trên thế giới, doanh nghiệp này đã tiến hành tự động hóa trong sản xuất, xây dựng kho dữ liệu lớn Big Data cho ngành tôm, xây dựng hệ thống liên kết chặt chẽ thông tin trong chuỗi giá trị kinh doanh. Ứng dụng việc cụ thể về chuyển đổi số trong hiện giờ bên Minh Phú đang áp dụng là ví dụ như là về xử lý ảnh, tức là chúng ta dùng điện thoại di động, điện thoại thông minh, chúng ta có thể chụp con tôm và chúng ta biết được tốc độ tăng trưởng của con tôm, thì dựa vào đó chúng ta ra những quyết định cho ngày tiếp theo và cũng như dự báo được là cái sản lượng trong ao và ra những cái quyết định việc mua bán cho nhanh hơn. Hơn 8.000 tấn vải thiều được tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử, tăng gấp 1.000 lần so với vụ trước. Hơn 8 tấn vải thiều được xuất sang châu Âu qua sàn thương mại điện tử. Phần ứng dụng chuyển đổi số cho sản xuất thì người nông dân cũng đã ứng dụng việc mà ghi chép nhật ký điện tử và các cái thông tin truy xuất nguồn gốc thì được quét bằng cái mã QR. Gần như là 100% nông dân của huyện Thanh Hà đã có các cái gian hàng số trên sàn vỏ sò và sàn Postmark. Thế và cái việc mà bán hàng trên các cái kênh, các cái sàn thương mại điện tử này thì đang được xúc tiến. Các địa phương, doanh nghiệp đã chủ động và tích cực phối hợp với các sàn thương mại điện tử để bán hàng nông sản, đưa sản phẩm chất lượng tới tay người tiêu dùng.
ngành nông nghiệp đang đứng trước một thách thức lớn bởi trình độ tiếp cận công nghệ của người nông dân còn nhiều hạn chế. Sản xuất, phân phối chủ yếu theo phương thức truyền thống dẫn đến việc khá bị động trong việc lựa chọn cây, con phù hợp với nhu cầu thị trường. Hiện 90% số hợp tác xã nông nghiệp chưa từng áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, 90% lao động ngành nông nghiệp không qua đào tạo chuyển đổi số. Thiếu kiến thức, thiếu động lực, thiếu cả hạ tầng công nghệ. Thực tế này đang là thách thức của ngành nông nghiệp khi chuyển đổi số. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và doanh nghiệp. Để có thể hỗ trợ để mạnh tiêu thụ nông sản, đó là một cái mặt hàng cũng không dễ triển khai trên thương mại điện tử do đó là những cái mặt hàng mà tươi sống, dễ hỏng và cái công nghệ mà bảo quản cũng như là các cái công nghệ đóng gói cho thương mại điện tử thì đòi hỏi nó những cái có những cái kỹ năng cũng như là kỹ thuật rất là đặc thù. Thì bà con nông dân trước hết là cần phải chuẩn bị những cái kỹ năng cần thiết để có thể bán hàng qua thương mại điện tử. Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là sẽ được giới thiệu và chia sẻ với rất là nhiều những cái chuỗi liên kết, đặc biệt là chúng tôi cực kỳ quan tâm đến những người nông dân trực tiếp sản xuất. Họ có những cái công cụ phù hợp, dễ sử dụng và có thể là liên kết được với lại toàn bộ chuỗi một cách nhanh chóng và giám sát. Một là dẫn dắt, hai là tạo điều kiện, và ba là chủ động kết nối. Cái thứ tư chính là kiến tạo một khung pháp lý rất là quan trọng. Thì tôi cho rằng là chính phủ cũng đã và đang tích cực triển khai những cái vai trò này. Tuy nhiên thì ở các cấp ở phía dưới, ví dụ như là bộ, ngành, địa phương có lẽ phải quyết liệt hơn nữa thì mới đảm bảo đồng bộ về chuyển đổi số của chúng ta, mới đạt được cái chỉ tiêu của chúng ta là kinh tế số đâu đó ở mức là khoảng 20% GDP. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình thời sự chiều ngày hôm nay của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.